Alo, alo Hương, xin chào tất cả các bạn. Hương trở lại với các bạn. Mấy hôm nay trời mưa quá, giờ mưa nó mới vừa nhẹ hột. Hương bước ra Hương thăm vườn sen của mình. Giờ Hương thực hiện cái video lúc trời đang mưa mới vừa nhẹ hột, vẫn còn mưa tiếp tục các bạn ơi. Cali năm nay mưa quá nhiều. Mấy năm trước Cali mình thiếu nước dữ lắm đó. Mà bây giờ Cali mưa quá chừng mưa. Đến nỗi mà nhiều nơi còn bị lụt nữa, bị ngập tứ tung. Để các anh chị thăm Hương ra Hương thăm vườn sen của Hương coi mấy cây mai nó có tỉnh chưa, mà Hương đang đứng nó bị mưa, nước mưa. Lại còn mưa đó các anh chị, mưa mới nhẹ hột thôi. Cây này cũng bữa nay cũng còn hơi héo héo chứ chưa được tỉnh nè. Cây này nó ra cái màu của nó là hơi nâu, mà nâu hơi hồng hồng. Cây này Hương thấy có vẻ nó hơi chậm tỉnh. Cái phone của Hương á, các bạn thông cảm nha. Lúc trước Hương xài cái phone iPhone 13, Hương thâu không bị ấy. Mà hôm tháng 12 ông xã ông đổi phone, cái ông đổi lại cho Hương cái iPhone 14 Pro Max nữa. Coi như top của iPhone đó các bạn. Mà Hương xui gặp cái máy này nó cứ trở ngại hoài à. Thâu hình nó thỉnh thoảng tự nhiên nó hay mờ lắm. Mà đi tới lui cho hãng Apple tụi nó chỉnh mấy lần của Hương rồi. Hương bực mình quá. Thành ra cái iPhone 14 đó, nó lại không có được hoàn hảo các bạn ơi. Bởi Hương hơi hối hận đi đổi cái máy này giờ về. Thâu tự nhiên nhiều khi cái hình của mình đang đứng đó, chứ không phải là mu nhiều đó. Mà tự nhiên cái nó mờ đi. Nó không có hoàn hảo. Cái iPhone 14 đó, mà loại Pro Max nè. Giờ ở ngoài trời vẫn còn mưa đó, các bạn nó hơi nhẹ hột lại thôi. Hương bước ra Hương thăm mấy cái cây của Hương, tại hôm đó này cũng thấy vắng cái video với mấy bạn đó. Nên Hương thực hiện cái video gửi đến các bạn. Xem cái vườn sen của Hương coi sau những ngày mưa gió quá coi nó như thế nào. Mấy cái cây này nó cũng chưa có tỉnh, thành nó chưa có rễ đó các anh chị. Thỉnh thoảng Dương Hương dời á, nó hay bị ngã nên Hương phải cầm cây đó. Đó các bạn thấy cái máy của Hương không? Tự nhiên cái nó mờ đi vậy. Thành ra cái iPhone 14 mà cái loại Pro Max này Hương thấy nó dởm quá. Hương cầm lên hoài ở chỗ mà cái hãng Apple, tụi tụi nó chỉnh, tụi nó làm này kia tùm lum hết, rồi kêu Hương xóa hết làm lại gì tùm lum, rốt cuộc cũng không có perfect chút nào hết. Mình đang thâu mà mình không có mưu gì nhiều đó, nó cũng bị mờ nữa, chán lắm. Mấy cây này mưa cái Hương cho nó vô nằm sát trong vách nè. Thì ra sát trong vách nên nó bị cái bóng mát hơi nhiều á. Nên nó có cái màu xanh ra hơi nhiều. Mà cây mấy cây mới mà để ngoài mưa nước nhiều nó dễ bị úng lắm. Tại cái gốc nó chưa có ra rễ gì mạnh hết. Đây các anh chị thấy nước mưa nó còn nè. Còn nước mưa nó còn mới nhẹ hạ thôi, còn mưa nhẹ nhẹ. Hương sẵn Hương bước ra Hương thăm coi mấy cây của Hương như thế nào, thành ra Hương thấy nó nhẹ hột. Hương lấy máy ra ghi hình lại gửi đến các bạn xem, tại hôm đó nay cũng vắng rồi.
Ở Cali năm nay quá mưa rồi, mưa nhiều quá. Bữa nay cũng mưa tới chiều. Ngày hôm qua nguyên ngày sáng đêm luôn đó các bạn. Rồi đến nay nó cũng mưa tới chiều rồi nó ngưng được có hai ba ba dường như 3 ngày là mưa lại nữa. Năm nay Cali mưa quá nhiều. Thấy cây này đẹp lắm các bạn. Đó, tự nhiên cái nó mờ đó. Máy này dởm lắm. Cái cây này cỡ này cái lá nó bắt đầu nó lên màu rồi nè các bạn. Lên màu đẹp hơn hơn mua đó, hơn mua cái màu nó tái hơn. Này cái lá của nó lên màu tương đối rồi, có màu hồng nhiều rồi. Mấy loại cây đột biến mà nó như vậy nó hơi hơi mắc. Đây là các anh chị thấy Hương đang đứng, Hương thâu hình đó, và các anh chị nhìn thấy cái áo của Hương ướt nè đó, lại còn mưa hơi nhỏ một chút, hơi nhẹ hột nè đó. Hương thâu mà đứng là cái áo Hương bị ướt rồi. Nó có chậu rainbow đó các anh chị. Cái này là cái nhánh mà Hương cắt ra đây các anh chị. Cây này nửa lớn cũng đẹp, nó tại cái tàn của nó xè ra đó các anh chị. Đó giờ nó tự nó mờ đi một chút vậy, luôn chán cái điện thoại này đó bị mờ đó. Kỳ quá. Còn cái cây này Hương mua bên Korea là các anh chị thấy cái thân cây á nó đỏ mà nó đỏ mọng luôn á. Đỏ bóng lên luôn. Rồi cái cây này là mình ít thấy, khi mình thấy nó còn hơi nhỏ một chút mà, nhưng mình cũng mua. Hương mua tới 4 cây lận. Tại Hương thích nó mà khó gặp đó. Thì thấy Hương mua. Cái này là cây Richard. Cây Richard Hương mua tới ba chậu. Chờ Hương nó lâu lắm, mình Hương mua 3 chậu luôn. Đây là cây lô minh. Cái lumen cây này thì cái màu nó hơi đỏ đậm hơn nha các anh chị. Còn cái cây lumen nãy Hương thâu cho các anh chị xem đó, thì cái cây này màu đỏ nó tươi hơn.
Cái này màu nó tươi hơn. Cây này của Hương là nó lớn rồi. Tại Hương thích nó mà nó nuôi hơi sân của Hương nuôi nó hơi khó, cái nó bị chết, cái Hương mua lại. Nó bị chết đâu một cây. Hương mua lại hai cây luôn. Cây này mùa này nó cũng lên màu đẹp nè các anh chị. Nó bị mưa nè, Hương để mẻ ngoài đó. Cái mưa mưa nó hơi bị giông gió đó, nên cũng bị nước vô. Nước vô mà tại mấy cái loại này cái gốc nó trống đó, Hương nghĩ nó không bị thối gốc nên Hương để đại ngoài cái mấy ngoài ngoài bìa. Đây là cái cây Rainbow mà cái loại này cái thân cây nó nhỏ một chút. Cái cây Romeo này á, ở cái sân của Hương nuôi nó sao thấy nó với cây Lumin nó không hợp hay sao hơi khó. Cái cây này lúc trước Hương nuôi cũng to lắm rồi, cây nó bị nấm không có phát giác sớm nên nó bị úng. Hương cũng mua lại hai cây. Cây này cỡ này nó đẹp lắm các bạn, nó ra nâu mà nâu đen, một cái bông nó nhỏ nhỏ, Hương thích cái bông nhỏ nhỏ, còn cái lá nó không có dài quá, nó không có bị che cái thân cây, cái thân cây, bạn thấy cái thân cây nó đẹp, cái này nó có một nhánh ở trên đó nó đổ xuống nó đẹp lắm. Cỡ này cái cây này nó mạnh rồi các bạn. Mấy cây đột biến gì nè, mình mua về mà bắt đầu mà muốn lá nó cứng tỉnh táo phải mất có khoảng 2 tháng, tại vì mấy cái thằng này nhập ở bên Korea đó các bạn, thì họ cắt cái rễ tụi lủi hết trơn à, về mình trồng xuống thì phải mất thời gian cho nó ra rễ, khi nó ra rễ nó tỉnh rồi cái lá nó mới cứng lại nó mới đẹp. Này thấy cái lá nó tỉnh rồi nè, nó đẹp rồi các bạn. Cây này cái dáng là Hương thích nè, thích lắm á. Cái cây này màu nâu nè. Này là ông xã Hương à, ông kêu đẹp, cái tánh của ông sao ông thích cái màu nào cũng màu nâu tấu hù vậy đó, thì ông thấy mấy vậy ông kêu đẹp. Giống như cái cây này là các bạn thấy ở nhà Hương cũng có mấy cây cái là dạng mà lá nâu nâu như vậy rồi mà nhưng nó cái lá nó bự nhỏ hơn chút xíu đó. Ông xã ông thấy cái cây này ông kêu kêu đẹp đó, ông cũng mua đó. Sở thích của ông xã hơn là mấy cái cây màu nâu 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 vậy đó.
Đây, cái cây này đó các bạn, nhổ lên rồi thấy có vẻ nó hơi bị mờ ha, khó thấy ha. Chắc lần tới Hương sẽ thâu cái máy khác với cái iPhone 14 Pro Max này, chắc Hương dẹp qua một bên mà. Thâu mà thấy cái hình à, nhìn trên cái hình thấy nó tự nhiên cái nó mờ đi một hồi. Hương nói với chỗ cái tiệm của thằng Apple, Hương nói cái iPhone 14 Pro Max này quá dởm này, Hương không thích chút nào hết trơn, Hương hối hận chọn nó. Mấy tháng nay mà cứ phải chạy tới chạy lui cái tiệm hoài, nó chỉnh tới chỉnh lui, nó làm đủ trò mà đâu có ấy đâu, mà nó không có đổi cái khác cho mình trong thời gian còn guarantee đó các bạn. Cây này của Hương bây giờ nó mạnh lắm, nó đẹp lắm. Lúc trước Hương mua một cây cái Hương thấy nó Hương thích, nó Hương mua thêm một bụi nữa. Cái bụi này là bụi Hương mua đầu tiên, nó giờ nó tốt, nó đỡ nhiều nhiều lắm. Rồi Hương phải có bẻ cái cọng kè đồng nhưng cầm cho nó dựng dựng lên chút xíu rồi. Thấy nó đẹp. Mình Hương đổi vô cái chậu này cho nó cao lên. Đây cũng một cây đột biến màu đỏ nữa của Hương nữa nè. Hương mua nó tới mấy cây. Mình thấy cái thân cây nữa. Nó đỏ ao với cái thân cây đó. Hương để sát dách trong này. Chỗ này nó ít có nắng rọi vô á, nên cái lá nó hơi xanh. À, nó bắt đầu hơi xanh chút, tại cỡ này mưa hoài mà ít có nắng lắm, rồi lại cái chỗ Hương để nó cũng ít nắng rọi vô mà bị mưa hoài à, mưa ngưng có 1 2 ngày cái mưa lại 3 4 ngày, tuần trước thì mưa thứ năm thứ sáu nguyên ngày nguyên đêm luôn, mới qua thứ bảy nó ngưng được, chủ nhật thứ hai được có ngày thứ hai có nắng đẹp lên chút xíu, là qua thứ ba mưa nguyên một ngày ngắm qua, như bữa nay cũng mưa luôn, mưa sáng đêm đó các bạn. Cây này là cây Halloween của Hương nè, nó to mà tại nó nằm chen chúc đó, cái Hương tách nó ra chẳng mình thấy được cái dáng của nó nên nó không có được to lắm. Cái cây này cũng rất là đẹp nè. Kéo cái tên nó lên cho các bạn thấy cái tên của nó. Đó, cái cây này mình nhìn ở mặt trên mình nhìn xuống á thì cái màu đỏ nó thấy ít. Mà nhìn ngang hông á thì cái màu đỏ nó phía bên dưới cái lá á, nó đỏ rất là nhiều. Các bạn thấy nhìn phía bên hông đẹp không? Ở trên nhìn xuống đó thì nó không có nhiều màu. Đây là cây lưu đi.
máy này thâu chút xíu, các bạn nhìn nó, cái hình nó hơi mờ đi, giỡn thiệt tình. Ở Hương đang sử dụng cái i i13, Hương vừa ý ông xã thấy hơi đổi cái loại mới này, ta nói iPhone 14 Pro Max cái màn hình nó đẹp. Bởi giờ Hương nói ông xã Hương hối hận đổi tốn tiền mà lại cái máy gì đâu mà thâu, cứ tự nhiên cái nó mờ, không có mua nhiều đâu các bạn, đứng một chỗ đi nó cũng vậy, nó tự nhiên nó mờ đi, lát cái nó mới tỏ lại, thỉnh thoảng chút cái nó mờ đi. Mà mấy tháng nay tôi đổi được gần như hồi tháng 12, mà giờ cứ chạy tới chạy lui đằng chỗ mà cái tiệm hãng của Apple mấy lần rồi, nó chỉnh nó đổi gì tùm lum hết trơn, mà nó làm hoài cho Hương mà đâu có được đâu, nó đâu có đổi cái, nói nó guarantee nó sẽ ấy mà không không chỉnh được, đổi cái khác cho mình mà chạy tới chạy lui mất thời gian dễ sợ luôn á, mỗi lần đi lại đó chầu chực lâu lắm các bạn, làm hoài nó đâu có đổi cho mình đâu. Bởi Hương nói với rằng đó, Hương nói Hương hối hận Hương chọn cái iPhone 14 mà Pro Max, gặp cái máy này quá dở à, cái màn hình thâu cứ bị mờ hoài à. Mà cứ tới rồi chỉnh hoài mà không có đổi cái khác cho mình không có vừa ý chút nào hết trơn các bạn, cái màn hình nó không có vừa ý gì hết, mình đang thâu mình đứng tại chỗ đi nữa, mình không có mua đi nữa cũng mờ nó, chứ không phải mà mình mua nhanh mua nhiều quá nó mờ, không phải. Đây các anh chị thấy cái cây này nó hơi giống cái cây của ông xã mình mua hồi nãy không, nó hơi giống đó, ở nhà có Ebony đó, mà ông thấy nâu nâu ông cũng kêu đẹp đẹp ông mua nữa. Tôi nói ở nhà có mấy cây rồi, nhiều khi cái lá nó lớn nhỏ một chút. Cái cây này ở bên trên nó, cái xét của nó bên trên nó lượng nè các bạn, cái cây này của này của Hương cũng vào nó cũng cái bông cũng thấy đẹp hơn các anh chị. Cây này là cái cây ai lấy đi, cái này nó to lắm, đây là cây sỏi cầu vồng mà cái loại cánh tròn,
Cái này là cây ma bồ mà hương ương lá nó lên là các bạn, nay nó được quá lớn đó. Cây này là cái cây file lady, cây này dễ trồng lắm. Cây hương thâu màn hình nó không có được sáng lắm nha các bạn, tại vì trời nó đang còn mưa đó. Bây giờ nó còn mưa lâm râm nên hương ra hương thâu nên trời nó hơi âm u á, nó không có được sáng lắm. Đây cũng là một cây Halloween của hương. Đây bên cạnh là cái cây này là cái cây, cái tên nó là Wedding, Wedding Red, cây Wedding đó các bạn, Wedding là cây đột biến nè, nó tên của nó là Wedding. Nó rất là đẹp ha. Cái này là cái chậu nó ra màu rồi, còn cái chậu đằng kia nó còn tra hồng hồng hơn, cái này nó lên màu nhiều. Cái này lúc Hương mua về nó cũng đã lên màu nhiều. Đó là cây quyết định đó, Hương có được hai cây quyết định đó. Cái thân của nó là các bạn. Ở phía trên nhìn xuống nè, đây cũng là cái cây phai bích la nè các bạn. Ở bên trên Hương để nó bên trên nó hơi phức ở trong đó, thì cái màu nó ít đỏ hơn cái cây chỗ này. Cái cây chỗ này là ở Hương trồng cái cây đó Hương thích, thành ra Hương mua thêm á, nó còn hơi nhỏ nhỏ một chút, Hương để nó nằm ở dưới phía ngoài đó, thì nó lên màu nó nhiều hơn. Trời hơi âm u hơn các anh chị. Cây này là rất là đẹp, màu nó nhã và nó có sọc, nó sọc. Đây Hương có cũng có cây đột biến màu đỏ nữa. Cây này nó to lắm các bạn. Nó màu xanh như màu hồng. Ở mình xung quanh của nó mình nhìn vô thấy vậy, ở trên mình nhìn xuống thì nó màu giống màu xanh nhiều.
Đây là cái chậu cây đột biến tương đối nó thụ nó hơi to. Cây này giờ lá nó tỉnh nó đẹp lắm mà. Các anh chị nhìn ở trên nhìn xuống ha, rồi cái thân cây nó cái tàn của nó lượn. Các bạn thấy nó lượn không? Nó có giỡn giỡn vậy đó. Ưng thích cái thằng này vì cái lá nó nhỏ, cái này nó xanh với nâu, cái lá nó nhỏ nó không có bị che cái thân cây, nó uốn khúc nó lượn lượn nó nhìn rất là đẹp. Tại này hương để nó hút ở trong, thành ra trời bầu trời ẩm u á, nhìn nó không có được sáng lắm, chịu khó nha các bạn. Hương cũng đang đứng hướng này mưa đó, mưa lâm râm đó. Cái này các bạn nhìn thấy nó tương đối hơi lạ ha. Đây lại thêm một cây ebony nữa nè. Cây này cũng cây ông xã mua cũng cả năm rồi đó, mà lớn rồi, nó cũng khá lớn rồi. Giờ đi thấy cây mà cái gì nâu nâu là anh ấy thích à, ông xã Hương hay thích cái mấy màu đó quá. Còn đây là cái cây sỏi cầu vồng á, mà cái cánh nó dài á, Hương rất là thích cái cây này. Cái cây này nó cái viền của nó màu đỏ đậm nữa các bạn. Còn Hương có hai chậu, chậu này Hương mua trước mà Hương để cái chậu này ở chỗ này giống như nó hợp, nên cái nó phát triển nhanh hơn cái thằng kia, và lại là nó ra cái lá nó mập to lắm các bạn. Cái lá nó ra nó rất là đẹp không, giống như ở chỗ này thích hợp nó đó, nó mập lắm. Đó là cái cây sỏi cầu vồng mà cái lá dài. Các bạn thấy đẹp không? Cái lá nó mập lùa, mập mà nó to cái lá lắm. Cây đằng kia thì nó ốm hơn, nó không có phát triển mạnh hơn. Cái cây đằng giống như đằng này.
đây là cái cây dường như hợp delay nè, cây này là hợp delay. Mình thích sen cù ria, tại sen cù ria nó nhiều màu sắc quá các bạn, nó đa dạng lắm. Còn sen của Mỹ thì nó cũng có nhiều màu vậy mà không có bằng, nó không có đa dạng nhiều. Thành ra sen cù ria nó móc túi mình được tại vì mình may nó là mình phải móc túi mình. Đây là cây đột biến Halloween của Hương, cái tàn của nó cũng lớn rồi, nó cũng xòe ra cũng đẹp lắm, mà có cái lá nó dài đó các bạn, thành ra nó bị che đi rất là nhiều, nó che xuống một khúc của cái cánh quạt của nó nè. Còn có cái cây này của này, cái cây này lên màu cũng đẹp lắm rồi nè. Anh chị thấy này nó màu nó đẹp rồi. Thích cái này. Cái này nó trong đó nó có màu xanh, rồi màu vàng đột chuối, rồi màu hồng, rồi màu đỏ đỏ. Thật ra trong cái bông của nó, trong đó nó có nhiều màu đó, cái màu của nó rất là đẹp nha. Trồng nó trong cái kè chậu màu rất màu nhã vậy. Rồi bên cạnh nó cây sỏi hồng của Hương, các bạn thấy cây học sỏi hồng của Hương không? Cái lá nó mập ù luôn, nó to cái lá lắm các anh chị, nó tốt ghê á. Cây này rất là lá rất là mập, rất là tốt. Vậy Hương thực hiện cái video tới đây cũng khá dài rồi. Cho Hương chia tay với các bạn nha. Vậy trước khi chia tay không chú quên chúc sức khỏe các bạn. Mọi sự đều tốt đẹp trong cái mùa mưa, nhất là ở Cali. Năm nay mưa quá nhiều. Rồi Hương chúc mọi người vui vẻ. Rồi cùng Hương ngắm sen với Hương nha. Bye bye.